vừa mới chạy bộ về. Mình đang cố tập một thói quen là làm sao mà cứ sau 4 giờ là tất cả cái máy liên quan tới laptop, smartphone này kia thì mình đóng lại hết và cố gắng chạy bộ tầm đâu đó khoảng 30 phút, thì không biết là cái thói quen này duy trì tới mức nào, nhưng mà mình hy vọng là sẽ tạo được một thói quen nó tốt, ít nhất là một tuần. Mục tiêu của mình là bây giờ là một tuần cái đã. Thực ra nếu như mà ai mà làm việc văn phòng nhiều hoặc làm việc trên laptop hoặc là MacBook nhiều thì các bạn sẽ biết là ngồi nhiều trên máy tính hoặc là ngồi sử dụng smartphone, sử dụng laptop nhiều thì không tốt cho sức khỏe, và cũng rất là muốn để thoát ra khỏi cái đó để chạy bộ, thì thoát ra khỏi cái đó để đi đâu đó cũng được, không nhất thiết là chạy bộ. Ai cũng biết cái điều đó tốt nhưng mà không nhiều người làm được, và chính cái bản thân mình cũng vậy, được một hai bữa xong lại bỏ, được một hai bữa là xong lại bỏ, và hôm nay mình lại bắt đầu thêm một lần nữa. 4 giờ tắt laptop, bỏ smartphone ở nhà và sau đó mang giày chạy bộ từ Phan Xích Long ra bờ kè và chạy được khoảng 35 phút gì đó và chạy về ra đây. Và thực sự là cả hôm nay làm gì không biết, nhưng mà đây là cái thành quả tốt nhất của ngày hôm nay mà mình làm được. Thật là hạnh phúc quá. Thực ra là mỗi lần mà mình chạy á, hồi xưa mình có chạy thì mình có bỏ điện thoại trong bọc, chạy đâu đó 2-3 phút lôi điện thoại ra bấm, 2-3 phút lôi điện thoại ra bấm, và lần này mình quyết tâm là bỏ điện thoại ở nhà luôn, không thèm nghe nhạc vừa chạy luôn. Thì mình rất là tập trung để chạy tại vì không có việc gì làm ngoài việc chạy thôi, chạy trời mưa cũng chạy luôn. Yeah, tôi đã làm được rồi. Ai mà muốn chạy bộ thì có thể là ra kênh Như Lộc chạy cùng nha. Nhắc tới Facebook thì hôm nay mình có đọc một cái status của một cái anh nào đó nói về, mình không nhớ chính xác status đó ghi là gì, nhưng mà đại ý chung là đặt ra một cái câu hỏi là anh Khoa, Trần Đặng anh Khoa đang đi du lịch vòng quanh thế giới bằng tiền của anh Khoa hay là tiền của nhà tài trợ. Mình rất là mắc cười khi đọc tới đó, tại vì sao? Cái chuyến đi của anh Khoa thì mình nghĩ tiền nó không phải là cái sự quyết định tất cả, đương nhiên nó là quan trọng. Để đi một cái thời gian, một cái chuyến đi dài gần tới gần 2 năm và đi một quãng đường rất là dài bằng xe máy như vậy, thì cái kiến thức về địa lý, cái kiến thức về xuất nhập cảnh, kiến thức về visa, và đặc biệt cái việc xin visa nó cực kỳ khó, không phải như đơn giản là cứ xách xe máy xong chạy. Ngay như đơn giản hồi xưa mình chạy xe máy có 3 nước là Campuchia, Thái Lan với lại Lào, mà rất là khó khăn rồi đó, qua cửa khẩu rất là mất thời gian rồi đó, có nhiều cửa khẩu người ta không cho qua. Cái kiến thức mới là quan trọng, và cái quan trọng nữa là dám mình dám làm, và làm một cách có khoa học, làm một cách có tìm hiểu. Bây giờ nếu như mà một cái nhãn hàng nào đó mà cho mình bảo ê tên cho mày 3 tỷ này, mày hãy đi vòng quanh thế giới bằng xe máy đi, mình nó chắc chắn là đi không được rồi. Nghĩ thoáng một xíu thì sẽ học hỏi được rất là nhiều, nhờ những cái người như anh Khoa như vậy, thì anh Khoa đi và anh Khoa chụp hình, anh Khoa chia sẻ. Nhờ những cái kiến thức đó, nhờ những cái người đi trước đó thì mình có thể có kiến thức và mình có thể đi dễ dàng hơn so với phải tự đi mày mò, so với phải tự đi tìm hiểu tất cả mọi cái, đúng không ạ? Thì mình nhận rất là nhiều thứ thay vì mình cứ ngồi mình soi đủ thứ cái trên đời, soi làm cái gì trời. Thế giới này thu nhỏ trên Facebook rồi. Hôm nay thì có một người anh, chắc là mọi người biết người anh đó là người anh nào, post một cái bài quảng cáo thì bắt đầu có rất là nhiều người comment bảo ồ lại quảng cáo rồi, ồ lại nhãn hàng rồi, ồ status này bao nhiêu tiền đây. Rất là gọi là những cái người comment đó mình thấy rất là mắc cười và rất gọi là ích kỷ luôn á. Các bạn đi làm 8 tiếng một ngày, 30 ngày một tháng, và cuối tháng các bạn nhận lương, có ai nói bạn là ồ mày đi làm 8 tiếng và cuối tháng mày nhận lương rồi, mày được bao nhiêu tiền rồi đây, công ty lại trả lương cho mày rồi. Trong khi đó những cái người ta đã chia sẻ rất là nhiều, người ta có rất là nhiều kiến thức, người ta chia sẻ, người ta chụp hình, người ta post những kinh nghiệm, người ta ghi lại những ký sự cho mọi người đọc, và một ngày đẹp trời nào đó xui xui được nhãn hàng, người ta nhờ book một cái bài viết nào đó thu được 3-4-5 triệu, thì bắt đầu các bạn vào dè bỉu, các bạn không like thì thôi, không comment tương tác để cho gọi là tương tác cao lên thì thôi, các bạn lại vào nói một cách
rất là ích kỷ như vậy. Nói chung là không nên. Và cái việc mà bót bài cho nhãn hàng, bót bài để quảng cáo cũng là một cái công việc thôi. Nó không phải là cái thứ gì mà đi ăn cắp ăn trộm, không phải là những cái thứ gì mà gọi là phạm pháp hết. Thì các bạn nên chấp nhận nó, không phải chấp nhận là mà các bạn xem nó là chuyện bình thường như các bạn đi làm 8 tiếng một ngày thôi. Thì như vậy những cái người mà tạm thời gọi là travel blogger đi, người ta có thể đi nhiều nơi hơn và người ta có thể chụp hình, người ta có thể quay video, người ta có thể làm vlog và chia sẻ kinh nghiệm, thì những cái người đi sau người ta đọc, người ta có những cái kinh nghiệm đó, người ta sẽ đi rất là dễ dàng hơn. Nên cái vlog này thì mình chỉ có muốn nói một điều là những cái người thất nghiệp giống mình mà đi du lịch thì cũng